Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 4, chương trình thời sự sẽ có những nội dung chính sau. Chuẩn bị cho cuộc bầu cử được các địa phương thực hiện rất bài bản, kỹ lưỡng với tinh thần chủ động. Tìm một lối đi riêng bằng sự sáng tạo, chàng trai trẻ ở nông thôn đã có những thành công trên hành trình khởi nghiệp từ sản phẩm đèn gỗ thủ công. Vòng chung kết cuộc thi tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ 3 năm 2021 đã phát hiện ra rất nhiều thí sinh có triển vọng và năng khiếu nghệ thuật. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đảng các cấp hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình, tại hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2021 diễn ra vào sáng nay. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành đánh giá cao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy sớm tham mưu tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng, khẳng định đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, giữ nghiêm kỷ cương kỷ luật của đảng, đưa nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đi vào cuộc sống. Để hội nghị đạt kết quả tốt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác cầu thị, tích cực chủ động tự nghiên cứu tài liệu, nghiêm túc học tập để nắm vững nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, tham mưu giúp cấp ủy đảng các cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Tham dự tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ lần này, có 1.200 cán bộ làm công tác kiểm tra đảng từ tỉnh đến cơ sở, được chia thành 4 lớp. Trong đó, 2 lớp dành cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, 2 lớp dành cho cán bộ Ủy ban Kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy và cán bộ làm công tác kiểm tra khối cơ quan đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang thuộc huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy. Hôm nay, đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương. Tại huyện Phú Thư, đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại một số địa phương trên địa bàn huyện. Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Ủy ban Bầu cử xã Tự Tân, xã Tân Lập và huyện Vũ Thư, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đề nghị huyện Vũ Thư nói chung và các xã nói riêng tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về công tác bầu cử, đẩy mạnh việc tuyên truyền, tăng tần suất, tăng thời lượng với những nội dung cách thức phù hợp, quan tâm đến đối tượng lao động tự do, công nhân trong các khu công nghiệp, cử tri lần đầu đi bỏ phiếu, cử tri là giáo dân. Nội dung tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiến trình bầu cử, đặc biệt là thông tin về các ứng cử viên. Việc niêm yết danh sách cử tri và danh sách người ứng cử phải đảm bảo rõ ràng, thuận tiện, khoa học. Thực hiện vận động bầu cử phải dân chủ, công khai, đúng pháp luật, đảm bảo công bằng giữa các ứng cử viên. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chủ động tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử, tăng cường công tác kiểm tra giám sát đến tận cơ sở, có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho bầu cử. Chiều nay, đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình khóa 14, đồng chí Lại Văn Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Tiền Hải. Cho đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn huyện Tiền Hải đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra. Huyện Tiền Hải đang tập trung cao cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác bầu cử để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, có chiều sâu để lan tỏa nhận thức về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, tăng cường công tác kiểm tra, rà soát danh sách cử tri, đặc biệt là cử tri đi làm ăn xa, chủ động tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác bầu cử cho thành viên các tổ bầu cử, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo quyền bầu cử của công dân thì việc niêm yết danh sách cử tri công khai là điều rất quan trọng. Cán bộ phục vụ bầu cử
không chỉ thận trọng, tỉ mỉ trong việc rà soát cử tri, mà sau khi danh sách được công khai cũng cần phải bám sát lắng nghe ý kiến cử tri để kịp thời chỉnh sửa và hoàn thiện danh sách, ghi nhận tại huyện Thái Thụy. Trong danh sách cử tri được niêm yết của xã Thái Giang có 108 cử tri là người đi làm ăn xa. Theo địa phương, đây là nhóm cử tri biến động. Các cán bộ phục vụ bầu cử địa phương phải thường xuyên liên lạc với những cử tri này. Nếu có sự thay đổi trong nguyện vọng thì cần nhanh chóng chỉnh sửa để hoàn thiện danh sách. Nếu nắm rõ được các cái thông tin mà người ta không thể về được thì chúng tôi yêu cầu là người ta phải có những cái cam kết để gửi về cho tổ bầu cử và gửi lên Ủy ban bầu cử xã để chúng tôi là chốt cái danh sách này và sẽ có cái thông báo ngược lại cho đơn vị người ta đang làm việc và cư trú để người ta được bầu cử tại nơi người ta đang làm việc và cư trú. Theo cầu của Ủy ban bầu cử huyện Thái Thụy thì danh sách niêm yết phải được in trên mẫu giấy A3 tại vị trí thuận lợi để cử tri theo dõi. Khi người dân có ý kiến về sai sót hay có thắc mắc gì thì tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu ghi chép lại và phản hồi ngay. Qua cái kiểm tra cái danh sách đã niêm yết ở trong khu vực nhà văn hóa thì chúng tôi thấy là đầy đủ chi tiết từng một, từng cử tri một, họ tên, ngày tháng năm sinh. Thế rồi chúng tôi cũng chỉ cần là chờ, tức là ngày mà phát động đi bầu cử là chúng tôi rủ nhau đi, động viên nhau đi làm công tác quyền lợi của bản thân từng người một. Sau khi thống nhất cái việc niêm yết sách cử tri thì địa phương cũng đã tiến hành thông báo trên hệ thống đài truyền hình xã để cử tri trong toàn xã biết đến các địa điểm để xem việc chăm sóc cử tri đã chính xác hay chưa, và chúng tôi cũng đã giao cho các đồng chí cán bộ cơ sở thôn là thường xuyên có mặt tại nhà văn hóa thôn nơi niêm yết sách cử tri để tiếp thu ý kiến của cử tri trong việc chỉnh sửa những vấn đề sai sót. Trên tinh thần quyết tâm cao của các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện tốt mọi quy trình, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. Tiếp tục chương trình thời sự tối nay với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế. Một trong những giải pháp phát triển thủy sản giai đoạn 2020-2025 mà Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 20 đề ra, đó là chú trọng phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Đối với huyện Tiền Hải, mặc dù có tiềm năng lợi thế về biển, nhưng thực tế lĩnh vực này thời gian qua vẫn còn yếu và chưa tương xứng với tiềm năng. Do vậy, Tiền Hải đang chú trọng phát triển những lợi thế của kinh tế biển. Với sản lượng hàng chục ngàn tấn tôm cá và hải sản các loại mỗi năm, đây là nguồn nguyên liệu dồi dào để huyện Tiền Hải phát triển nghề chế biến thủy hải sản. Một số sản phẩm sau chế biến đã và đang trở thành những thương hiệu uy tín đối với người tiêu dùng. Nghề chế biến thủy hải sản ở Tiền Hải mặc dù vẫn tiếp tục phát triển mạnh, đa dạng về chủng loại và hình thức. Tuy nhiên, các làng nghề, cơ sở sản xuất mới chỉ tập trung chủ yếu ở các xã Nam Thịnh, Nam Cường, Đông Minh với quy mô nhỏ lẻ, sản xuất thủ công, chưa tạo ra sản phẩm hàng hóa lớn, giá trị gia tăng thấp. Sản lượng thu mua đầu vào còn rất khiêm tốn, chưa thu hút được nhiều lao động tham gia. Sản phẩm sau chế biến chủ yếu tiêu thụ trong nội địa. Do vậy, huyện Tiền Hải xác định sẽ hướng ra biển, khai thác tiềm năng thế mạnh về biển để phát triển kinh tế. Trong đó, chế biến hải sản phải được xem là một trong những mũi nhọn của ngành kinh tế biển ở địa phương. Tìm một lối đi riêng bằng sự sáng tạo, chàng trai trẻ Lê Quang Đạt ở xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư đã có những thành công trên hành trình khởi nghiệp. Những sản phẩm do anh Đạt sản xuất không chỉ chiếm lĩnh thị trường Thái Bình mà còn xuất khẩu sang một số nước khu vực Đông Nam Á. Đam mê sáng tạo, anh Đạt lựa chọn hướng đi khác biệt để khởi nghiệp. Đó là thiết kế sản xuất các sản phẩm mỹ nghệ bằng mica gỗ. Với mẫu mã đa dạng, hình thức đẹp mắt và mới lạ hoàn toàn, những sản phẩm mà anh Đạt sản xuất hấp dẫn khách hàng ngay từ lần đầu tiên tiếp cận. Tôi cũng được nghe qua bạn bè giới thiệu và ở trên Facebook có Phương Đạt Deco. Đấy, cũng biết đến sản phẩm này. Anh ấy trang trí mọi thứ để hôm nay tôi cũng quá muốn ghé qua để xem. Đến đây thì thấy những cái sản phẩm này thì rất là tuyệt vời. Nhà có không gian nhỏ, được trang trí những cái này lên thì tôi thấy là khá là mát mắt. Không trải qua bất cứ một lớp học về thiết kế, đồ họa, điện tử, nhưng Lê Quang Đạt thành thạo trong mọi việc nhờ sự đam mê tìm tòi học hỏi. Tất cả các sản phẩm đều do anh Đạt tự nghiên cứu, thiết kế và trực tiếp sản xuất. Điều đặc biệt là mỗi sản phẩm ở cơ sở này mang một màu sắc riêng, không giống, không lẫn với bất kỳ sản phẩm nào trên thị trường. Mọi công đoạn được chúng tôi tối ưu hóa qua quá trình thiết kế, là người lắp ráp có thể lắp ráp theo số thứ tự mà chúng tôi đánh trên sản phẩm. Rồi khách hàng muốn tự lắp ráp cũng được. Đó là một cái sự sáng tạo trong cái sản phẩm của chúng tôi. Một mình một lối đi,
Sản phẩm thì độc lạ thế, nhưng không phải tự nhiên mà khách hàng biết đến và đặt mua sản phẩm. Tận dụng mọi cơ hội để tiếp cận khách hàng, chàng trai trẻ này đã thành công khi đưa sản phẩm đến với nhiều đối tượng ở mọi miền Tổ quốc. Người mới đi đầu trong cái xu hướng trang trí bằng gỗ, đồ decor như này thì là để tiếp cận khách hàng và giới thiệu sản phẩm cho khách hàng là cũng phải mất nhiều thời gian và công sức. Khách hàng tìm đến tôi qua nhiều hình thức, đó là trên Facebook, rồi qua cửa hàng, rồi trong khi đó tôi tham gia hội chợ thì người cũng có nhiều người là xin địa chỉ đến xưởng sản xuất để tham khảo thêm rồi đặt hàng. Luôn sáng tạo chính là bí quyết để Quang Đạt khởi nghiệp thành công. Năm 2020, cơ sở sản xuất kinh doanh đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận đạt hơn 200 triệu đồng. Mục tiêu đặt ra trong năm 2021 này, những sản phẩm mang thương hiệu Phương Đạt Decor sẽ vươn tới nhiều quốc gia trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết cuộc thi Tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình lần thứ 3 năm 2021 do Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh tổ chức đã phát hiện ra rất nhiều thí sinh có triển vọng và năng khiếu nghệ thuật. Tới dự có các đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chương trình đã ghi dấu ấn với những màn trình diễn được dàn dựng công phu, bộc lộ tố chất công sức luyện tập của các em. Vượt lên trên hết, đó là tài năng nghệ thuật cũng như sự tự tin nỗ lực tập luyện giành giải thưởng cao của các thí sinh được trao giải tại cuộc thi. 3 lần thi, mỗi một lần đều chuyên nghiệp hơn. Mỗi một cuộc thi nào ngoài những cái môn hệ nghệ thuật khác thì chèo vẫn là nòng cốt. Nhà chèo Việt Nam sẽ là một cái cầu nối cùng với viện, cùng với Bộ Văn hóa và với tỉnh nhà. Thì đây là những cái tài năng trong những cuộc thi như thế này, không những giỏi là những cái người mà gìn giữ bản sắc truyền thống về nghệ thuật chèo, nhưng bên cạnh đó để qua những cuộc thi này để chứng minh rằng các cái câu lạc bộ và những cái tài năng trẻ về nghệ thuật chèo. Chính vì thế là tôi rất tự hào khi tôi là người Thái Bình. Đó là cái sân chơi bổ ích giúp cho các em được thể hiện mình. Qua những cuộc thi như này, các em rèn luyện được nhiều kỹ năng sống, phát triển được nhiều cái năng lực, cái sự tự tin, rồi khả năng giao tiếp, và cũng là cái sân chơi, là cơ hội để các em có thể bồi dưỡng tài năng của mình để phát triển trong tương lai. Cuộc thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật trẻ tỉnh Thái Bình ấp ủ tạo nên một sân chơi lành mạnh, công bằng và mang ý nghĩa nhân văn đến các em với tài năng trong nhiều môn nghệ thuật. Từ kết quả của đêm chung kết, cuộc thi sẽ là bệ phóng để phát hiện ra nhiều tài năng trẻ trong tương lai. Em đã tham gia chèo từ khi em còn 5 tuổi và trình diễn tốt bộ môn này thì con đã cần phải học hỏi các cô chú đã đam mê chèo và đi theo chèo từ rất là lâu. Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh sẽ là một cái nơi để thu hút tất cả các thí sinh tài năng nghệ thuật trẻ của tỉnh Thái Bình và sẽ là một cái ngôi nhà nghệ thuật để cho các con, bồi dưỡng cho các con phát triển toàn diện. Ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Trần Năng Phúc, học sinh trường Trung học cơ sở Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, giải nhì cho 3 thí sinh và trao giải 3 cho 4 thí sinh. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đoàn, Nhà hát chèo Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam cũng trao kỷ niệm chương và bằng khen cho các thí sinh tham gia và trao giấy chứng nhận cho thí sinh tiêu biểu đạt giải triển vọng và giải tiềm năng. Những mầm non nghệ thuật này tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo sẽ trở thành những tài năng nghệ thuật cho tỉnh và cho đất nước. Tối qua tại đỉnh chân suối xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, Cục Văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc tổ chức bế mạc liên hoan hát văn hát chầu văn toàn quốc năm 2021. Thái Bình đã được trao giải A toàn đoàn. Liên hoan hát văn hát chầu văn toàn quốc năm nay có 18 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Liên hoan diễn ra từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 4 năm 2021 với gần 100 tiết mục, trong đó tỉnh Thái Bình tham dự 4 tiết mục là Giá Đức Thánh Trần Triều, Giá Quan Lớn Điều Thất, Giá Quan Hoàng Bơ và tiết mục Bát Nàn Tiên La. Chương trình do Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Bình phối hợp với Hội Thanh Đồng Đạo Quan tỉnh phối hợp giàn dựng. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao chứng nhận và khen thưởng cho các nghệ nhân diễn viên Thanh Đồng, Cung Văn đã xuất sắc hoàn thành phần diễn của mình tại Liên hoan Hát Văn, Hát Chầu Văn Toàn Quốc năm 2021.
trong đó 5 giải A toàn đoàn đã được trao cho các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa và Quảng Ninh. Chương trình đã mang đến vẻ đẹp nghệ thuật hát múa phong phú và đa dạng, cảm hứng lớn cho những người yêu thích hát văn, hát chầu văn, qua đó góp phần phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cha ông. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Bình được lựa chọn là đơn vị điểm tổ chức hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021 của Quân khu 3. Tới dự hội thi có đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia hội thi là các chính trị viên, chỉ huy trưởng và phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự 19 xã phường trên địa bàn. Nội dung thi tập trung vào thi nhận thức pháp luật về dân quân tự vệ bằng phương pháp trắc nghiệm, thi bắn súng ngắn K54. Bên cạnh đó, tham gia thực hành huấn luyện, lên lớp chuyên đề giáo dục chính trị, pháp luật, cũng như đảm bảo chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025, qua đó nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, năng lực tham mưu, thể hiện của các cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường xã, đáp ứng yêu cầu của công tác dân quân tự vệ trong tình hình mới. Hội thi sẽ diễn ra đến hết ngày 20 tháng 4. Sáng ngày 19 tháng 4, ngành y tế tổ chức triển khai tập huấn tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 đợt 1 năm 2021 cho nhân viên y tế. Đây là lớp tập huấn về hướng dẫn thực hành tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 đầu tiên của tỉnh Thái Bình và dự kiến tiêm vào cuối tháng 4. Trong 13.450 liều vaccine phòng COVID-19 mà Thái Bình được Bộ Y tế phân bổ đợt này, theo dự kiến thì ngày 28 tháng 4 năm 2021, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sẽ là đơn vị đầu tiên tiến hành triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 và sau đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 tại các xã phường thị trấn với những địa điểm có đầy đủ trang thiết bị, phục vụ cho công tác sau tiêm khi cần thiết. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão Surigay đang hoạt động trên vùng biển phía đông Philippines với sức gió cấp 17, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão di chuyển theo hướng Tây Bắc. Đây là cơn bão mạnh rất nguy hiểm. Trường hợp thay đổi hướng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới Biển Đông, nơi có nhiều tàu thuyền khai thác hải sản đang hoạt động. Để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Theo dõi chặt chẽ các bản tin về siêu bão Surigay, thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp. 2. Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống. 3. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Tích cực tham gia và hưởng ứng cuộc bầu cử sắp tới, Công đoàn ngành công thương Thái Bình đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức người lao động. Là đơn vị có số lượng người lao động tương đối đông với gần 500 người. Từ đầu tháng 3 đến nay, hoạt động tuyên truyền về cuộc bầu cử được Ban chấp hành công đoàn nhà máy này thực hiện đều đặn một tuần hai buổi trực tiếp đến người lao động và nhiều hình thức tuyên truyền khác để người lao động hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình. Thì công đoàn nhà máy kết hợp với ban lãnh đạo công ty đã có nhiều buổi họp để tuyên truyền đối với người lao động cũng như đi kèm cùng với là cái băng rôn khẩu hiệu về nội dung về bầu cử cũng như là đăng tải những cái thông tin hướng dẫn về bầu cử trên những trang web cũng như là fanpage của nhà máy. Hướng về ngày bầu cử, nhiều doanh nghiệp đã phát động phong trào thi đua tới từng lao động. Đây là sáng kiến hơi hút lông vũ và bông say tại nhà máy Thanh Tân. Thay vì thực hiện bằng tay như trước, nay chiếc máy này giúp giảm 30% thời gian lao động của công nhân. Đây chỉ là một trong số 68 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được nhà máy áp dụng có hiệu quả trong thời gian qua. Năm nay, đơn vị này đã quyết định tăng mức thưởng hơn nữa để khuyến khích người lao động tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua. Năm nay chúng tôi sẽ có một cái ngay từ chủ trương này là tăng cái thưởng cho cái một cái sáng kiến của năm nay lên gấp đôi. Chính vì đó cho nên là mọi người công nhân lao động rất phấn khởi, rất hò hởi để người ta sẽ tiếp tục tư duy phát huy, người ta sẽ đưa ra những cái sáng kiến của mình. Trong cái 8 cái năm qua làm việc tại nhà máy thì bản thân mình và cán bộ công nhân viên trong nhà máy đã có rất nhiều những cái sáng kiến giúp cho nhà máy phát triển hơn và cái đồng lương của người lao động được cải tiến hơn. Thời gian qua,
Công đoàn ngành công thương Thái Bình đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tế và điều kiện của ngành đơn vị. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền đã kịp thời truyền tải đến đoàn viên người lao động các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử tại 27 công đoàn cơ sở. Công đoàn ngành công thương cũng đã phối hợp cùng với bên công an tỉnh để tổ chức cái buổi tuyên truyền trực tiếp đến người lao động và cũng phát tờ rơi. Thông qua công đoàn cơ sở thì chúng tôi tuyên truyền qua hệ thống âm thanh nội bộ. Đấy, chúng tôi tuyên truyền thì cái này thì là người lao động chúng tôi cũng đã nắm được và đã hiểu được cái mục đích ý nghĩa và cũng như là cái yêu cầu trong công tác bầu cử này. Những hoạt động tuyên truyền của công đoàn ngành công thương Thái Bình đã tạo được sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong cán bộ, đoàn viên, người lao động, góp phần mang lại kết quả tốt đẹp cho cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23 tháng 5 tới đây. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình cũng sẽ được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.